bắn đầu anh xe lại thôi. Rất đẹp, hôm nay anh em bắt đầu chuyển cây, chuyển những cây sim đẹp, sim ra mầm. Anh em bắt đầu chuyển cây. Nào đi vào trong này đi. Rồi các chú chuyển đi. Không ra đấy, đi đâu phát lên đấy em ạ. Được, đây, cái chim khủng. Đã được lên xe rồi, chuẩn bị đi và đưa về vườn. Vâng. Anh em nhấc lên và đưa về vườn để tạo cảnh. Phát bắn người đằng kia. Nếu mà xe đi qua cái chấm còn xa hơn một tí là xem xe bị chấm ủng phát bắn đằng kia. Nếu mà gặp đây, những cây mà được ươm đây mà hôm nay là anh em đẹp lời, anh em bắt đầu chuyển cây về vườn này các bác nhé. Bác xem video để ủng hộ đăng ký để xem những cái cây sim khủng nhất. Đây, toàn bộ ra mầm, ra mầm, ra mầm hết rồi các bác. Hôm nay bắt đầu là có thời gian để chuyển về để trồng công trình, đưa về tận công trình luôn. Bác xem lại ủng hộ cho em nhé. Vâng, chào các bác.